Vâng, xin chào. Hôm nay hàng về tôi lại đang giới thiệu các bác. Trước mắt các bác là các đôi loa của hãng BMB, loa karaoke Nhật xịn, sản xuất tại Nhật. Có mã là BMB 20R và 21R 350V. Các đôi loa này thì tôi đã từng bán rồi. Và hôm nay về hàng về tôi lại đang giới thiệu các bác xem và quay video cho bác nghe. Tôi dưới cùng đây là một đôi BMB 20R. Đôi này gồm một bát, một tép 20. Bát 20 tôi bán với giá 4,2 triệu đồng. Đôi này gần còn zin nhá, gần này gần lụa nên vẫn không bị mục, còn nguyên bản luôn. Còn đôi tôi đang đấu loa này là đôi 21R. Đôi 20R thì bán giá là 4,2 triệu đồng. 4,2 triệu. Còn đôi 21R này bán giá là 4,8 triệu đồng. Đầu mây chân gió một bát của tép, tép xoay. Đôi này thì nhìn qua kích thước thì nó nhỏ hơn đôi 20R một chút, nhưng mà nó đắt hơn các bác nhé. Thì nó ra sau công nghệ nó hay hơn một chút. Đây gồm một tép xoay và một bát, bát 20. Đây đây, tôi cầm điện thoại có xoay. Gân này là gân cao su, đã phải thay rồi. Gân cao su nói luôn các bác, loa bao nhiêu tiền cũng phải thay, trừ khi mới sản xuất thì mới không phải thay. Đây là đôi BMB 350V, 2 tép, 1 bát 20, giá 4,8 triệu. Nghĩa là đôi hai đôi đây, hai chiếc này của hai đôi thì cùng đồng giá 4,8 triệu một đôi. 350V và 21R. Có hai đôi 21R các bác nhá. 4,8 triệu đồng, hàng zin 100% luôn. Gân là gân thay rồi, tép là còn nguyên bản. Đây, mặt sau đây, hàng còn rất mới và đẹp. Đôi 20R thì bán giá là 4,2, còn đôi 21 thì bán giá là 4,8. Đôi này công suất 200W, trở kháng 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Còn đôi 20R thì 8 ohm, 160W, cũng sản xuất tại Nhật Bản. Hàng còn rất mới và đẹp. Mở to nhạc các bạn nhé. Đời còn những lúc sống về xa chi bao anh ngắm sau này. Giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nặng câu lưu. Loa Nhật xịn và bát vừa 20 nên là tiếng nghe rất là êm tai. Bát ra bát, tép ra tép, nghe nhạc rất hay các bạn nhá. Loa này chính nó là loa karaoke nhưng mà tôi hay dùng để nghe nhạc. Các bác về thì dùng được hai mục đích, cả karaoke và cả nghe nhạc. Đêm sung vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời. Cho đôi nước đèn ước mơ tại tòa V3 chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Chung cư này nằm trên đường Lê Trọng Tấn và đường Quang Trung, Hà Đông, trung tâm quận Hà Đông. Các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 2 triệu đồng. Tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Phí vận chuyển là người mua phải chịu. Vì mình không đến ở tận nơi thì phải thanh toán phí dịch vụ cho người vận chuyển thôi. Phí vận chuyển đôi này nếu mà ở xa thì tầm 200, nếu mà các tỉnh gần Hà Nội thì chắc tầm hơn 100. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Đời còn những lúc sống vầy xa chi.